Xin chào cả nhà, mình là Nghĩa. Hiện tại mình là quản lý bán hàng tại công ty cổ phần Toyota Thăng Long tại địa chỉ 316 Cầu Giấy, Hà Nội. Ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua chi tiết về cái nội thất của chiếc Toyota Hilux. Đây là một phiên bản hoàn toàn mới 2018, bản 2.8 số tự động 2 cầu. Đây là phiên bản cao cấp nhất. Đây là tổng thể khoang lái, các bạn thấy có đẹp không ạ? Không thua kém gì một chiếc xe sedan. Một chiếc sedan tiền tỷ không chắc nội thất đã đẹp được như thế này. Đúng chất của bán tải luôn, mạnh mẽ, thực dụng. Nhưng mà nội thất của phiên bản mới này thì lại rất là cao cấp. Chúng ta sẽ có tay lái này, ba chấu bọc da mạ bạc, có hỗ trợ tất cả các nút điều chỉnh. Cụm đồng hồ hiển thị đa thông tin và đồng hồ vòng tua động cơ cũng như là đồng hồ tốc độ. Ở chính giữa này chúng ta sẽ có màn hình DVD, một đĩa đi kèm với 6 loa và có đầy đủ tất cả các cổng kết nối. Ở phía dưới chúng ta sẽ có nút bấm khởi động thông minh start top này, rồi là điều hòa, cụm điều hòa tự động này, hệ thống gài cầu này, và ở dưới cùng này sẽ là các hệ thống như là khóa vi sai cầu sau này, hỗ trợ đổ đèo này, và cân bằng điện tử. Hilux hiện tại đang sử dụng hộp số tự động 6 cấp, có hai chế độ lái Eco và Power. Giá của cái Hilux này hiện tại chúng tôi đang bán là 878 triệu. Các bạn có nhu cầu liên hệ tư vấn về sản phẩm thì xin vui lòng gọi cho tôi theo số máy 0971054888. Tôi là Nghĩa, quản lý bán hàng tại Toyota Thăng Long. Xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip tiếp theo ạ.